Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 30 tháng 9 và ngày mai 1 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, hình thế thời tiết trong 24 giờ qua, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ giảm trên các vùng biển phía Nam. Thời tiết 24 giờ qua mây nhiều, thời tiết trong ngày có mưa diện rộng, đêm có mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa mưa to, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, ngày có nắng yếu. Hình thế thời tiết hiện tại, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Tại khu vực Kiên Giang trong 24 giờ tới thì giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục suy yếu dần, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Tại khu vực thành phố Rạch Giá, khu vực này mây nhiều, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn, với gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ đo được là từ 24 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực thành phố Hà Tiên, tại khu vực này mây nhiều, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn, với gió Tây Tây Nam cấp 3, nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 24 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành và tại Hòn Đất, tại khu vực này mây nhiều, có mưa rào và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 24 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và tại huyện Chồng Riền, khu vực này mây nhiều, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn, với gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 32 độ. Sang đến các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và tại khu vực U Minh Thượng, tại khu vực này thì mây nhiều, trời sẽ có mưa rào rải rác, ngày thì có nắng gián đoạn, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ đo được là từ 23 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực thành phố Phú Quốc, tại khu vực này mây nhiều, có mưa rào và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ là từ 23 cho đến 32 độ, với gió Tây Tây Nam cấp 4, có lúc giật cấp 5, sóng cao từ 0,75 đến 1,25 mét, biển bình thường có lúc động nhẹ. Sang đến khu vực vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Du và Phú Quốc, tại khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 23 cho đến 31 độ, với gió Tây Tây Nam cấp 4, có lúc giật cấp 5, sóng cao từ 0,75 đến 1,25 mét, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Sang đến khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu, tại khu vực này mây nhiều, có mưa rào và có nơi có dông, ngày thì có nắng gián đoạn, nhiệt độ là từ 23 cho đến 31 độ, với gió Tây Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cao từ 0,75 đến 1,5 mét, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.